Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Đào Bình Tử, anh là Đạo Minh Tử thiên hạ đệ nhất, lại đi thích một người con gái tầm thường như em. Em đúng là ngốc quá. Sau này em đừng nói em hối hận nha. Cuộc tỷ thí ngày mai chúng tôi sẽ cố hết sức. Ai sợ ai chứ? Giọng điệu ghê gớm chưa? Đây mới là Sam Thái tôi đã quen biết. Có thể sau này một ngày nào đó mình sẽ hối hận, hối hận về những gì đã làm trong đêm nay. Nhưng mà bây giờ mình không còn con đường lui nữa, vì mình đã chọn qua trạch loại, đã chọn đôi mắt trong suốt ấy. Đó là sự lựa chọn của mình. Sam Thái à, dậy đi. Sam Thái, dậy đi, muộn rồi. Sam Thái à. Ủa, dậy rồi hả? Sao vậy, dậy sớm quá vậy? Thường ngày, thường ngày phải gọi hơn nửa tiếng mới chịu vậy. Hôm nay sao kỳ vậy? Sam Thái. Thanh Hoa. Sao bạn là như vậy? 3 giờ khuya tôi đã thức dậy để luyện banh rồi. Tôi hồi hộp lắm. Sao tự nhiên xuất hiện vậy? Con ngủ được không? Cũng được, nhưng mà tay chân nhức quá. Vậy thì đi thôi. Nè, sao anh không hồi hộp gì hết? Có gì phải hồi hộp chứ. À, phải rồi. Hôm nay chúng ta đừng nghĩ gì hết, chỉ cần cố gắng vui vẻ chơi một trận banh, được không? Ừ. Đi thôi. Ê, chúng ta chưa kêu cố lên. Dở hơi quá. Khoan đã. Nè, 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 nè. 1, 2, 3. Cố lên. Sao không vui gì hết vậy? Phải cố lên mới thắng được chứ. Ê, nghe nói là hôm nay F4 có trận đấu bóng rổ. Ê, ơi, gì đi. Vậy hả? Tiểu thư sẽ nghỉ học hả? Trời ơi. Ê, đúng rồi, đi vô làm tiền mà. Trời ơi, đúng rồi. Đâm cái gái cho chắc rồi. Đúng rồi. Thắng là chắc rồi. Nếu có vào mà, sao vào được đây? Đi vô. Làm gì vậy? Chúng tôi vô đi. Cảm ơn, đi giùm đây. Ghê quá. Không được thua. Nếu thua trận này sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Vậy thời gian trước khi mình đã cắn răng chịu đựng sẽ uổng phí hết. Trận đấu chỉ có 10 phút. Đội nào được điểm nhiều sẽ là đội thắng. Đội thua phải phục tùng yêu cầu của bên thắng đó. Chữ Hình. Chữ A Tử trước. Let's go. Hình Hoa, cậu kèm mỹ tác. Sam Thái, em kèm tay môn nghe. Tôi anh sẽ hối hận đó. Sao tới? Mỹ tác anh giả đó, không phục thủ tôi. Bây giờ lại cướp banh của tôi, anh bị ổi quá. Ai bảo em đứng ngay ra đó? Tôi đâu có đứng ngay ra chứ. Tính sao đi, kỹ thuật và tốc độ của họ chúng tôi không hoàn toàn theo kịp.
Thời gian thi đấu chỉ còn 3 phút thôi. Chỉ còn 3 phút thôi. Thắng thua đã định. Vẫn còn 3 phút mà. 3 phút thì làm được gì chứ. Chịu thua đi. Dù thế nào tôi cũng phải bảo vệ Sam Thái. Tránh ra. Quang hô, tuyệt quá. Dạo rồi. Dạo rồi. Bên này chúng ta được bao nhiêu điểm? Tuyệt quá, cuối cùng chúng ta đã có điểm. Vậy chúng ta còn thua mấy điểm nữa? 7 điểm. 7 điểm lận hả? Vậy chúng ta còn phải vào 3 trái nữa hả? Dễ thôi, có loại, đừng lo. Tránh ra đi. Sao lại nổi bạo với tôi? Bọn nó chỉ giao có 1 trái thôi mà. Tạm dừng. Tạm ngừng 1 phút. Thanh Hoa, cậu đứng cản ở phía này. Đứng một bên này. Có phải chúng ta nhất định phải thắng không? Đương nhiên. Vậy được. Em hãy làm theo lời dặn của anh nghe. Làm gì vậy? Cười. Tại sao chứ? Em cứ cười đi. Em cười giống khỉ quá. Là anh bảo em cười mà. Họ đang làm gì vậy? Đúng là rảnh ghê. Tiếp tục thi đấu đi. Tới giờ rồi đó. Cố lên. Tới lượt chúng ta. Phạm Quy, qua trình đoàn hưởng phạt. Cố lên. Tuyệt quá. Cô Tự, đây nè, bên đây. Vẫn bên đụng người. Qua trạch loại hưởng phạt. Loại, cố lên. Nguy rồi. Họ đã lợi dụng lòng ghen tuông của A Tự. Cho dù mọi người nói tôi bị ổi cũng không sao. Nhưng tôi thì không thể thua được. Mình không thể hại Sam Thái bị đuổi học. Giây sau cùng. Tính sao đi? Chỉ còn có 30 giây thôi hả? Đừng có lo lắng. Em cứ đứng yên ở đây. Anh sẽ nghĩ cách chuyện banh cho em. Bất luận thế nào, em chỉ cần ném banh là được rồi. Nếu ném không vào thì sao? Nếu không ném vào, anh sẽ cho ngừng lại. Giây sau cùng. Gì vậy? Không chơi nữa. Những trò trẻ con như vậy cũng chơi à? Anh nói gì chứ? Chàng chết đi được. Gì chứ? Không chơi nữa hả? Sao mày lại tốn nhiều mồ hôi để chơi chứ? Điên thật. A Tự à, nói không chơi là không chơi. Vậy cuộc thi tính sao đây? Tùy mọi người. Đào Minh Tử, cái thằng này xưa nay đều như vậy hết á. Đúng. Trước kia lúc chơi bài, hắn tự nhiên nổi khùng lên, rồi không chơi nữa là xong. Chị Trang à, chị dạy em hút kiểu gì vậy? Có sao đâu. Kết quả như vậy chẳng phải các em cũng muốn sao?
Chị Trang đúng là lợi hại. Thật lòng mà nói, nếu tụi em thua thì nhất định sẽ mất mặt đó. Đúng ra là tụi em định thắng trước, sau đó sẽ thuyết phục A Tự. Đúng vậy. Loại này cậu lợi hại lắm nha, biết tổng cũng dạ của A Tự. Thôi mình về thôi. Ủa không chơi nữa hả? Về thôi. Nè, đụng người ta không biết xin lỗi sao? Đi thôi. Quá đáng thiệt. Xong rượu lát nữa làm gì hả? Mày biết không có tiền làm gì được. Không có tiền thì kiếm tiền, vậy cũng nói nữa, nghĩ cách đi. Ở bên kia có cửa hàng tạp hóa kìa. Hả? Thôi ta, mình đã đâu theo không được đâu, đừng có quậy nữa. Đừng quậy nữa, đúng rồi. Ê, thằng này trông ngốc quá. Quậy nó kiếm mớ đi. Đi nè, trên trẻ. Ê, tụi tao kêu mày đó. Ê, hôm nay chúng ta gặp ai rồi? Gặp phải một tên bệnh hoạn, mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, thấy ghét không? Thật hả? Đầu óc của nó trông buồn cười quá ha. Đầu tóc thì bù xù. Kiếm tiền hả? Đúng là một tên bệnh hoạn, tội nghiệp thiệt. Nè, tìm được chưa? Tìm được chưa? Có rồi. Đâu? Là hàng hiệu nha, hàng hiệu. Đâu? Bao nhiêu? Trời ơi, ít nhất là trên 40.000 luôn, chứ mà giỡn không? Vậy mới đúng là cướp chứ. Wow. Trời ơi, có rất nhiều cảnh. Nè xem nè, cái thằng này không phải đơn giản đâu nha. Được rồi nghe. Đâu? Có cái thằng thiệt á. Vậy là có tiền để đánh bạc rồi. Hay quá. Đúng rồi. Chúng ta đúng là ma cờ bạc mà. Đúng chúng rồi. Chúng ta gọi với nhau. Nếu không chúng ta đâu có hợp. Có tiền nhiều quá, bây giờ tính sao đây? Trời, chia tiền. Chia tiền hả? Ừ. Chia tiền ra đi. Được đó. Chia ra đi. Nhanh lên đi. Thì còn đi chơi nữa chứ. Đi. Mày gì mày nói gì? Hả? Sao tự nhiên lên tiếng vậy? Đúng rồi. Ăn nhiều thêm nha. Thơm quá. Tụi em ăn đâu có hết. Ăn được bao nhiêu thì cứ ăn đi. Ngon á thì ăn nhiều một chút, rót rượu cho Sam Thái đi chứ. Hôm nay lại uống hơi nhiều đó nha. Đâu có. Tôi thấy chị Trang uống nhiều nhất đó. Đừng có nói đùa nữa, chỉ một chút có đáng gì đâu. Tôi thấy Sam Thái cũng uống không phải ít đâu. À, thật là nhanh quá. Các em đều khôn lớn hết rồi, đã đến lúc biết ghen tuông vì con gái rồi đó. Mình cảm thấy đâu phải ghen tuông vì con gái, là vì mình vẫn chưa hiểu rõ thật ra trong lòng Qua Trạch Loại đang nghĩ gì. Anh ấy chưa từng nói với mình anh ấy thương mình. Thằng Tự này cũng thiệt là, đã 10 giờ hơn rồi còn chưa xuất hiện nữa. Mình chỉ sợ hắn về đến làm cho bữa tiệc mất vui thôi à. Ê, cứ mặc kệ nó đi, chắc chắn vẫn còn lang thang ngoài đường. Nè, chúng ta uống rượu đi. Cạn ly. Rồi, cạn ly. Mời. Cạn. Tại sao lúc này nó lại trước mặt tao? Sao hắn đột nhiên lên tiếng vậy? Phải thì sao? Tao nói loại đó. Loại cái loại. Dám đánh gì vậy? Qua Trạch Loại và Sam Thái dám coi mình là thằng khờ. Buông tay nó ra. Buông ra. Tao là đạo binh tử thiên hạ đệ nhất, dám giữ trận với tao. Chúng ta thêm đi nữa đi. Cạn đi.